Chiều 15 tháng 11, một nguồn tin cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị xã Cửa Lò đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại ngân hàng Agribank Nghệ An chi nhánh thị xã Cửa Lò. Theo đó, vào khoảng 14 giờ 18 phút ngày 14 tháng 11, trong khi cán bộ giao dịch viên phòng kế toán và ngân quỹ đang thực hiện giao dịch với khách hàng thì có một đối tượng nam đóng vai khách hàng đi vào. Khi vào bên trong, đối tượng đi thẳng vào quầy giao dịch và bất ngờ dùng dao kề vào cổ một nữ giao dịch viên và yêu cầu đưa tiền. Các nhân viên nam trong quầy truy hô bắt cướp nên đối tượng bỏ chạy lên xe máy tẩu thoát.